Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Chopit Marialo, một dòng xe đạp địa hình đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, thương hiệu của Pháp. Và xe này được sử dụng bộ chuyển động Shimano Aceza cộng với cả là cụm phanh dầu của Shimano. Đấy, với một cái bộ cấu hình nó cũng rất là tốt như thế, và em đang bán tại cửa hàng thì với mức giá thì có là 6.600.000, thì nó là một mức giá rất hợp lý để cho các bác có thể sở hữu một chiếc xe đạp địa hình để thể dục thể thao, leo núi hay là rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Thương hiệu Chopit thì nó cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, một cái thương hiệu rất là lớn của dòng xe đạp thể thao. Model là Marialo. Về bộ cấu hình thì được trang bị bộ gấu chuyển động, bộ chuyển động đề sau Shimano Aceza với đĩa, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng nít, và trên này là gạt đĩa Atut với 3 tầng đĩa, số xe có 27 tốc độ khác nhau, đùi đạp Shimano Alivio. Trên phần là ghi đông, chiếc xe được trang bị bộ tay bấm xả Aceza 9x3 này, 9 lít và 3 đĩa này, con xe có 27 tốc độ này. Và trang bị thêm cụm phanh dầu các bác nhé. Với cái tầm giá này mà có xe mà trang bị phanh dầu thì đã rất là ok rồi. Giảm sóc của xe là giảm sóc dầu. Máy Quattro hay quan đô. Vành này là vành hai lớp các bác nhá, vành hai lớp nhôm. Ông xe có là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là sơn si các thứ là nó không được đẹp như trước, nhưng mà với cái tầm giá tiền này và cộng với cái bộ cấu hình như này thì chiếc xe này nó rất là ổn rồi, ổn trong cái tầm giá này. Dây chạy âm sườn cũng được sử dụng khung nhôm 60 6061 đây, một loại nhôm rất là bền, chịu cường độ cao và chống bào mòn, được sử dụng rất nhiều trên những cái dòng xe đạp thể thao. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 đi phù hợp. Động thì các thứ là rất là mượt, các bác có thể nhìn trên hình đó, chuyển động rất là mượt mà. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nó lại số Zalo trên màn hình 0975709943. Thì ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.